Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh quy định mới không phải là lệnh giới nghiêm. Kính thưa quý vị, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã cấm người dân ra đường từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng ngày hôm sau và cho rằng quy định hạn chế này không phải là lệnh giới nghiêm. Theo một quyết định mới, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đưa ra từ tối ngày 6 tháng 7, người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh không được phép ra đường trong khoảng thời gian 12 tiếng mỗi ngày kể từ 6 giờ tối và tất cả hoạt động trên địa bàn thành phố phải tạm dừng, trừ cấp cứu và thay yêu cầu điều phối để chống dịch. Quyết định được đưa ra sau 17 ngày thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 12 với gần 60.000 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư trong cộng đồng. Người vi phạm có thể bị tạm giữ hành chính và các trường hợp cố tình có thể bị khởi tố hình sự. Nhiều người dùng mạng xã hội ở Việt Nam gọi đây là lệnh giới nghiêm và cho biết, đây là lần đầu tiên trong hàng chục năm qua, người dân thành phố mới phải trải qua một sự hạn chế nghiêm ngặt đến như vậy. Báo mạng VN Express đưa tin về quy định mới này hôm 25 tháng 7 với tựa đề: Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng lệnh giới nghiêm từ ngày mai. Nhưng sau đó, đổi thành: Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân không ra đường sau 6 giờ tối. Hiện tại, chỉ còn tờ tài chính doanh nghiệp vẫn có tiêu đề: Thành phố Hồ Chí Minh đặt giờ giới nghiêm từ 26 tháng 7. Trong bản tin về quy định mới này, việc đó không đồng nghĩa là giới nghiêm. Ông Phong được truyền thông trong nước trích lời nói tại một cuộc họp trực tuyến hôm 25 tháng 7 và lưu ý người dân không nên hiểu lầm quy định này. Theo báo Tuổi trẻ, ông Phong cho biết quy định mới được đưa ra vì hiện nay tình hình diễn biến khó lường, có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm việc giãn cách từ chính một bộ phận người dân. Theo ông Nguyễn Thành Phong, lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương phải tăng cường tuần tra kiểm soát 24 24 và phải tái kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định tại khu dân cư, trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, thậm chí là phải tạm giữ hành chính trường hợp chống đối người thi hành công vụ. Một cư dân ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Võ Tiết Côn cho biết, chưa bao giờ thấy phải sử dụng những biện pháp như thế này. Kể từ sau giải phóng năm 1975 đến giờ thì gần như đây là lần đầu tiên giới nghiêm. Anh Côn, người đã sống hơn 20 năm ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết và nói rằng lệnh giới nghiêm chỉ cần thiết cho những người không tự giác thực hiện việc giãn cách xã hội. Theo nhận định của cá nhân anh Côn, phần lớn người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đều lo sợ về sự lây lan của dịch bệnh nên họ không cần đến lệnh giới nghiêm để thực hiện việc cách ly xã hội. Mặc dù vậy, anh Côn, người sở hữu và điều hành một xưởng sản xuất khẩu trang y tế với 300 công nhân cho rằng Quy định này là cần thiết trong lúc tình hình lây nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh đang bị coi là mất kiểm soát với số ca lây nhiễm tăng cao lên mức kỷ lục mỗi ngày. Chuyển sang một tin nóng đáng chú ý. Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng cho hàng hóa lưu thông bình thường. Kính thưa quý vị, mặc dù chính phủ đã quy định danh mục các mặt hàng hóa thiết yếu, tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, mỗi địa phương có cách hiểu khác và áp dụng khác nhau. Chiều 27 tháng 7, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa cấm lưu thông thay vì liệt kê danh mục hàng hóa thiết yếu được phép lưu thông. Theo Bộ Công Thương, nếu đề xuất này được thông qua, các cơ sở kinh doanh doanh nghiệp chỉ cần tham chiếu theo danh mục hàng hóa cấm lưu thông. Đây là danh mục hàng hóa dịch vụ cấm hoặc hạn chế lưu thông theo quy định của pháp luật. Các hàng hóa, dịch vụ còn lại không nằm trong danh mục này sẽ được cấp thẻ xanh để lưu thông trên địa bàn, địa phương hoặc từ địa phương này sang địa phương khác. Theo công văn số 4482 do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải ký, thời gian vừa qua, khi một số tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã xuất hiện rất nhiều tình trạng, một số địa phương còn lúng túng và thực hiện thiếu thống nhất trong việc cho phép lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách xã hội. Để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải đã có các văn bản chỉ đạo hướng dẫn địa phương về các vấn đề có liên quan đến lưu thông hàng hóa thiết yếu, góp phần thực hiện thống nhất các quy định về phòng chống dịch bệnh đối với các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu khi lưu thông qua địa bàn tỉnh, thành phố. Đồng thời yêu cầu các địa phương không được đặt ra các điều kiện cản trở việc lưu thông hàng hóa thiết yếu. Tuy nhiên, do cách hiểu khác nhau cũng như tổ chức triển khai thực hiện các văn bản nêu trên tại một số địa phương có khác nhau, nên đã xảy ra tình trạng một số hàng hóa là nguyên liệu đầu vào của sản xuất hoặc phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống của người dân, nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là ách tắc khi lưu thông trên địa bàn, địa phương hoặc giữa các địa phương với nhau. Để xử lý vấn đề bất cập nêu trên và nhằm mục đích thống nhất về cách hiểu và áp dụng giữa các địa phương, trong công văn, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lưu thông như trong điều kiện bình thường, các hàng hóa cần vận chuyển với điều kiện bảo đảm phòng chống dịch bệnh, ngoại trừ những hàng hóa cấm kinh doanh hoặc hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định. Đó là danh mục tại phụ lục 1 phần A về danh mục hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh và phụ lục 2 phần A về danh mục hàng hóa dịch vụ hạn chế kinh doanh, ban hành kèm theo văn bản số 19 VBHN BCT ngày 19 tháng 5 năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành, hợp nhất với Nghị định số 59-2006-NDCP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, và các nghị định sửa đổi Nghị định số 59-2006 NDCP trừ những hàng hóa được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!